Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 9 tháng 3 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc tiếp tục có xu hướng tăng. Mức tăng bình quân dao động 1.000 đồng trên 1 kg và nhiều nơi ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay đã đạt mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá này xuất hiện nhiều hơn trên địa bàn các tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương và Ninh Bình. Theo một số đầu mối kinh doanh thịt heo cho biết, lượng heo về chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong 2 ngày trở lại đây không còn dồi dào như trước nữa, trong khi nhu cầu tăng khiến cho giá hơi đang phục hồi trở lại. Mức giá 57.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện tại một số khu vực thuộc các tỉnh thuộc Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương như là Thái Nguyên, Bắc Giang, nhiều nơi cũng dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá này chưa phổ biến ở hầu hết các tỉnh khu vực này, mà phần lớn các tỉnh ở khu vực này vẫn đang phổ biến trong khoảng 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên hay là khu vực Lào Cai, Yên Bái đà tăng có vẻ chậm hơn so với các tỉnh ở khu vực đồng bằng. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Hòa Bình đâu đó cũng xuất hiện mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi ở khu vực này cho hay chủ yếu là heo xấu thì mới có mức giá dưới 50.000 đồng 1 kg như vậy. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 56.000 đồng trên 1 kg ở Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, mức giá cao 55 cho đến 56.000 đồng ở hai địa phương này chủ yếu xuất hiện ở các huyện miền núi của Thanh Hóa và Nghệ An, chứ không phải đồng loạt, mà các tỉnh ở khu vực này đang dao động trong khoảng mức giá trung bình là 52 cho đến 55.000 đồng. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Quảng Nam và Quảng Ngãi có xu hướng tăng, nhiều địa phương tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua. Ngay như Quảng Ngãi, nhiều nơi báo giá lên đến 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, hầu như là cao nhất toàn khu vực miền Trung. Trong khi đó, các địa phương như là Ninh Thuận, Bình Thuận hay là Khánh Hòa, Phú Yên cũng chỉ dao động trên dưới 53.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu phục hồi trở lại, đã xuất hiện mức giá 54.000 đồng trên 1 kg ở một số địa phương. Tuy nhiên, khoảng cách giá ở các huyện thuộc khu vực Tây Nguyên là khá lớn, nhiều nơi dao động trong khoảng 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Nhiều khu vực cũng đã xuất hiện mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Tại thị trường miền Nam chưa ghi nhận dấu hiệu tăng giá như các tỉnh ở khu vực Bắc và hiện nay vẫn duy trì trong khoảng từ 52 cho đến 55.000 đồng. Đặc biệt, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mức giá cao nhất ở thị trường miền Nam hiện nay. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cũng có nhiều địa phương xuất hiện mức giá thấp 50.000 đồng trong ngày hôm nay. Cũng theo ghi nhận tại chợ đầu mối Tân Xuân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ trong ngày hôm nay dao động khoảng 4.600 con heo mảnh. Giá heo tại chợ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 56 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg và sức tiêu thụ tại chợ cũng khá ổn định. Và cụ thể theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay được cập nhật ở 63 tỉnh thành trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là tại thị trường miền Bắc, Hà Nội trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá heo chọn loại 1 ở Đan Phượng, Ba Vì vẫn đang dao động trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng, cao hơn hẳn so với các địa phương khác. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng đã xuất hiện mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá ở huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 54.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá cao hơn 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hưng Yên dao động trong khoảng 52 cho đến 56.000 đồng. Nhiều nơi báo giá ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg.
Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc, Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá 48 cho đến 53.000 đồng. Lai Châu dao động trong khoảng 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên cũng có mức giá tương tự khi nhiều nơi báo giá 50 cho đến 55.000 đồng đối với lợn móng cái, lông trắng. Theo ghi nhận ở huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi đang xuất bán với mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó ở Hòa Bình có mức giá thấp hơn, phổ biến mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Tân Lạc, Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng trong ngày hôm nay. Bắc Ninh phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Nam Định ở huyện Xuân Trường phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Ninh Bình dao động trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam heo chọn loại 1 phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Các loại heo áp siêu thì có mức giá thấp hơn, thậm chí có những loại dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận tại Văn Xá, Kim Bảng của tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình dao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá trong ngày hôm nay ở huyện Quỳnh Côi của tỉnh Thái Bình có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu vực miền Bắc như là Thái Nguyên dao động trong khoảng 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay dao động 53 cho đến 55.000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, dao động 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Lạng Sơn dao động 48 cho đến 53.000 đồng. Cao Bằng dao động 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá khu vực Hòa An của tỉnh Cao Bằng có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Trùng Khánh cũng tương tự như vậy. Còn đối với tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá cao và ổn định, phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái dao động trong khoảng 48 cho đến 54.000 đồng. Hà Giang có mức giá 47 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá ở tỉnh Hà Giang như Vị Xuyên có mức giá khá thấp, dưới 50.000 đồng. Trong khi đó Quảng Bạ phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay như Thanh Hóa, dao động trong khoảng 50 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá thấp hơn, nhiều nơi vẫn dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Hương Khê của Hà Tĩnh chỉ dao động trong khoảng 49 cho đến 51.000 đồng. Quảng Bình phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị cao hơn một giá 51 cho đến 53.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Khánh Hòa, Phú Yên 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi cao hơn, dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi ngang. Cụ thể như Kon Tum dao động phổ biến 50 cho đến 52.000 đồng. Gia Lai 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng. Lâm Đồng cao hơn 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Đắk Nông phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam tuy chỉ có một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ là có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác thường thấp hơn. Cụ thể theo ghi nhận ở hai địa phương đó là thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay có mức giá cao nhất, đạt dao động 52 cho đến 55.000 đồng. Đồng Nai phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Bình Dương dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng. Nhiều nơi báo giá khu vực Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đang dao động trong khoảng 52.000 đồng. Tây Ninh 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước trong ngày hôm nay cũng có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như là Sóc Trăng phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Trà Vinh dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg.
Trong ngày hôm nay ở khu vực Càng Long của tỉnh Trà Vinh có mức giá lên đến 53.000 đồng. Cà Mau phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Kiên Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. An Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục An Phú của tỉnh An Giang đang dao động trong khoảng giá như vậy. Trong khi đó đối với tỉnh Bạc Liêu dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Long An phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận ở khu vực Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long đang có khoảng giá 53.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Bến Tre 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá dao động 51 cho đến 54.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.